Đề số 1 này là dành cho các bạn thuộc chơi tiến tiến và nhóm anh 1. Đó. Đề số 1 và đề số 2 thì các bạn nhóm anh 2 cũng thấy là một cái sự khác nhau không nhiều ấy. Thì anh cũng sẽ chữa những câu mà chung của hai nhóm anh trước. Ok, đầu tiên ta chữa câu câu 1 nhé. Ở số 1 này chỉ là kiểm tra về kiến thức giữa kỳ của bạn. Bạn nhớ là sẽ có khoảng 3 điểm là kiến thức ở phần giữa kỳ. Cho nên là cái gì giữa kỳ bạn học rồi thì cuối kỳ các bạn phải làm được. Nó sẽ chỉ làm những câu dễ thôi. Câu 1 này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải là đạo hàm xuống đúng không? X phẩy, Y phẩy, Z phẩy. Thì ở đây chúng ta sẽ có đây là 2t này, 6t bình cộng 4 3. Thì trước khi vào bài thì chúng ta sẽ chuyển từ A sang điểm T0 nhé. Vậy thì điểm A có tọa độ là -1 -1 2 sẽ ứng với T0 bằng mấy? Bằng 0. Rồi. Sau khi ta có cái này rồi thì chúng ta sẽ tính thêm một bước nữa, đó chính là x phẩy, y phẩy, z phẩy tại điểm T0. Ta sẽ lần lượt sẽ được là 0, 4, 3. Vậy phương trình pháp diện thì ép tiếp nhân phải không nhỉ? Bài này thì không cho ép. Bài này là cho t, thì tiếp tuyến của nó sẽ là nhân. À, cho tiếp tuyến của nó tính chia, vậy thì pháp diện nó sẽ phép tính nhân. Chúng ta sẽ nhân x phẩy t0 nhân với x trừ đi x0 cộng với y phẩy t0 nhân với y trừ y0 cộng với z phẩy t0 nhân với z trừ z0 là 0. Và chúng ta sẽ được kết quả là 4 nhân với y cộng 1 cộng với 3 nhân với z trừ 2 bằng 0. Nó sẽ được là 4y cộng 3z trừ 2 bằng 0. Đó rồi. Đó, thế bao nhiêu bạn làm đúng câu này nhỉ? Đấy, câu 1 thì cũng khá dễ thôi. Nó sang câu 2 nhé. Ở câu 2 này thì là kiểm tra liên quan đến kiến thức về tích phân bội 2 và có xuất hiện trị tuyệt đối. Vậy thì cái ký hiệu D như thế này thì chúng ta hiểu là gì? Chúng ta hiểu là x thuộc trừ trừ 1 đến 1 đúng không? Và y cũng thuộc từ trừ 1 đến 1. Đó. Và chúng ta vẽ qua hình ra một chút thì chúng ta sẽ thấy được là thực ra là vẽ hình thì không có điểm đâu. Tuy nhiên là những cái câu mà hình nó dễ vẽ ấy, thì các bạn cũng nên cũng vẽ vào bài thì cũng không sao cả nhé. Trừ 1 trừ 1 những câu nào bạn cảm giác mà vẽ vào nó không bị cồng kềnh ấy, mà vẽ xong thì không mất nhiều thời gian ấy, thì hãy vẽ. Còn bình thường thì chúng ta cũng chỉ cần ước áng chừng cái hình ra ngoài nháp thôi. Đó. Thì nó là miền này đúng không? Đây là y, đây là x và đây là o.
Đó. Vậy thì gặp những cái tích phân mà có chữ tuyệt đối ấy, thì người ta sẽ có hai cách đúng không? Trong bài này là chữ tuyệt đối của y thì x dy. Gặp bài chữ tuyệt đối ấy, người ta có hai cách. Cách một, nếu mà cái hàm đấy, cái miền đấy nó có tính đối xứng thì người ta sẽ nhân đôi tích phân lên, nhân đôi tích phân lên và bớt miền đi một nửa đấy, để làm cho cái trị tuyệt đối của y, để làm cho cái y này mang một dấu, mang một dấu. Cách hai nhé, cách hai thì người ta sẽ sử dụng đúng cái tính chất của trị tuyệt đối, đó chính là trị tuyệt đối của y bằng y nếu y lớn hơn bằng không, bằng trừ y nếu y nhỏ hơn không, thì sẽ tách này ra thành y với miền d trừ dx dy cộng với tích phân trừ y à d d cộng d d trừ của dx dy đó. Nếu mà có tính đối xứng, nếu mà có tính đối xứng thì người ta hay làm cách một, còn nếu mà nó không đối xứng ấy, thì người ta buộc phải tách cái tích phân thành các tích phân cộng lại với mỗi tích phân là một dấu của y. Để, đó. Với bài này thì chúng ta thấy là trị tuyệt đối y là một hàm chẵn, chẵn theo y, và chúng ta thấy là miền D đang có sự đối xứng qua cái trục Ox đó, chẵn với y thì D phải đối xứng qua cái chiều còn lại là Ox, vậy là chúng ta đã kiểm tra được là nó có sự đối xứng. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn cách một, đó chính là sử dụng cái gấp đôi tích phân và giảm miền đi một nửa. Đó. Vậy thì cách trình bày như thế nào để cho người người đọc hiểu, người chấm hiểu bài và chúng ta cũng không bị mất nhiều điểm, chỉ không mất điểm trình bày. Thì các bạn cần phải chú ý đầu tiên ấy, thì các bạn đang gọi ra đây là miền D cộng đúng không? Vậy thì để mà có cái D cộng, để mà có D cộng thì chúng ta cần phải định nghĩa lại cái D cộng đúng không? D cộng là gì? D cộng là là chúng ta dùng anh toàn bộ cái phần ở phía trên này đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta chọn là gì? Viết lại này, trừ 1 nhỏ hơn bằng x nhóm bằng 1. Đó. Y thì sao? Y thì lớn hơn bằng 0 nhỏ hơn bằng 1. Đó. Chúng ta gọi đây là miền D cộng. Đó. Trình bày này. Chúng ta thấy trị tuyệt đối y chẵn theo y, theo biến y, chúng ta có d đối xứng qua ox, gọi d cộng thì y sẽ bằng hai lần dx dy đó, và bằng hai lần d cộng y dx dy. Giải thích đằng sau này nhé, trị tuyệt đối y bằng y trên miền d cộng. Đó, thì chúng ta đã xử lý xong cái phần trị tuyệt đối này rồi đúng không? Vậy thì đến đây thì rất là dễ thôi, chúng ta sẽ có là gì, hai lần tích phân từ trừ 1 đến 1 dx nhân với tích phân từ 0 đến 1 của y dy, vì đây là hai tích phân độc lập, nó không có biến phụ thuộc ấy, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể nhân như hai tích phân một biến đúng không, y bình trên 2 thì là 1/2, và kết quả chúng ta sẽ được là bằng 2. Đó, vậy là các bước làm chúng ta có chú ý là thì từ đây xuống đây thì chúng ta mở ngoặc do tính đối xứng. Các bạn cũng nên kiểu viết xuống dòng ấy,
chứ đừng nên cố viết theo hàng ngang. Bởi vì giấy chúng ta có rất là nhiều ấy, thì nếu viết số dòng ấy thì bài sẽ thoáng hơn, và bài thoáng hơn thì người chấm cũng dễ chấm hơn. Vậy thì cứ mỗi lần chúng ta sử dụng cái gì đấy mà chúng ta có một cái chút kỹ thuật ấy, thì chúng ta cứ mở ngoặc đằng sau, đó chính là giải thích vì sao chúng ta xảy ra điều đấy, đúng không? Rồi, rồi ra sang câu 3. Câu 3 này là một câu liên quan đến tích phân Euler và tích tích phân gamma, của hàm gamma và hàm beta. Thì thay cho cái phần tích phân phổ tham số ở giữa kỳ, chúng ta thấy rất là khó, thì cuối kỳ này chúng ta sẽ có những cái câu liên quan đến tích phân Euler. Rồi, đối với A thì A này thì không còn quá lạ với các bạn nữa, đúng không? Nó chính là tích phân của hàm gamma. Vậy thì với tích phân của hàm gamma làm thế nào chúng ta có thể xử lý được, đúng không? Thì chúng ta phải nhớ cái tổng quát của hàm gamma là gì ạ? Đó chính là tích phân từ 0 đến cộng vô cùng x mũ t nhân với e mũ trừ t dt. Vậy thì cái quan trọng nhất chúng ta phải xuất hiện là cái trừ t. Ở đây chúng ta đã có trừ x mũ 3. Vậy thì để xuất hiện trừ t, chúng ta chỉ cần thông qua một phép đặt x mũ 3 bằng t, thì chúng ta sẽ tạo ra được 3x bình dx bằng dt. Cái này sẽ rút được ra x bằng t mũ 1 phần 3, và rút được ra dx bằng dt chia cho 3 lần t mũ 2 phần 3. Rồi sau đó chúng ta thay hết vào đây nha. Thì đổi đổi cận này, cận x là 0 thì t bằng 0, tại x bằng vô cùng thì t cũng là vô cùng. Đó, chúng ta sẽ được tích phân mới là gì nhỉ? Tích phân từ 0 đến vô cùng x mũ 8, tức là t mũ 8 phần 3 nhân với e mũ trừ t nhân với dt chia cho 3t mũ 2 phần 3 bằng 1 phần 3, ta đẩy ra ngoài này, tích phân từ 0 đến cộng vô cùng 8 phần 3 mà trừ đi 2 phần 3, đúng không? Thì ta được là 8 chia 2 là 6, 6 phần 3, 6 phần 3 tức là t mũ 2 nhân e mũ trừ t nhân dt. Vậy thì đây theo công thức hàm gamma chúng ta sẽ được 1 phần 3 nhân với gamma của 3, đúng không? Và gamma của 3 thì bằng 2 giai thừa, và chúng ta sẽ được kết quả là 2 giai thừa phần 3 và trở thành 2 phần 3. Bởi vì đề nó đã có hai câu trong chương tích phân của tham số hoặc là một câu, cho nên là cái tỷ lệ xuất hiện của cái câu tích phân của tham số là câu 10 điểm ở giữa kỳ ấy, thì nó sẽ rất là ít thôi, nó sẽ tập trung vào phần này. Nhưng mà nếu có trong đề thì nó sẽ là một câu kiểu như là lim thôi, rất là dễ. Rồi chúng ta sẽ sang câu B nhé. Câu B thì chúng ta đã quá quen, à không, đã cũng hình dung ra được một chút đó là gì? Nó chính là hàm beta, đúng không? Vậy thì dấu hiệu nhận biết hàm beta là gì nhỉ? Đầu tiên là chúng ta cứ ghi đề này nhé. Sau chúng ta sẽ suy nghĩ xem là gặp một câu thì nó cần phải xử lý như thế nào để tạo ra được cấu trúc hàm gamma và hàm beta. Rồi, đầu tiên thì các bạn viết lên đây chút nhé, sẽ có ba dạng của hàm beta, đúng không? Nhắc lại một chút nha.
Dạng đầu tiên là tích phân từ cận từ 0 đến 1 của x mũ p trừ 1 nhân với 1 trừ x mũ q trừ 1 dx. Cái này bằng beta của pq. Dạng số 2 là tích phân từ 0 đến dương vô cùng của x mũ p trừ 1 chia cho 1 cộng x mũ p cộng q và dx. Cái này vẫn bằng beta của pq. Và dạng số 3 là tích phân từ 0 đến pi trên 2 hai lần tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sin mũ 2p trừ 1 cos của 2p trừ 2q trừ 1 x dx. Và cái này vẫn bằng beta của pq. Đúng không? Với cái hàm beta này ấy, thì bản chất của nó việc đổi giữa công thức 1 và công thức 2 là rất linh hoạt và có thể đổi được bất kỳ lúc nào. Cho nên là nếu mà chúng ta làm cách 1 thì kiểu gì chúng ta đưa về cách 2 thôi. Đó chính là việc đặt x bằng t trên 1 cộng t thì lập tức cái công thức 1 này sẽ đưa về công thức 2. Còn dạng số 3 này là khi nào chúng ta dùng, khi chúng ta thấy trong bài xuất hiện sin cos. Khi xuất hiện sin cos thì ta dùng công thức 3. Còn nếu mà xuất hiện 1 trừ và 1 cộng như thế này thì ta sẽ sử dụng công thức 1 và công thức 2. Vậy thì tùy từng bài chúng ta sẽ xem là dấu hiệu nó là gì. Vậy thì ở đây nhá, thì chúng ta thấy biểu thức quan trọng nhất là biểu thức liên quan đến số 1 này. Đó, thì ta thấy công thức 1, số 2 này đều có liên quan đến số 1 này. 1 cộng hay là 1 trừ cái gì đấy đúng không? Vì trong bài này thì chúng ta thấy là 1 trừ. Vậy thì chúng ta có thể lựa chọn cái công thức số 1. Đó, thì chúng ta để lựa chọn công số 1 này thì chúng ta cần phải thay đổi cái e mũ 2x này bằng t. Các anh tưởng tượng là khi chúng ta đặt e mũ 2x bằng t thì chúng ta sẽ lập tức trở thành chúng ta xuất hiện cái 1 trừ t mũ cái gì đấy đúng không? Và khi chúng ta có 1 trừ t mũ cái gì đấy thì chúng ta sẽ liên quan đến ngay công thức 1. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng công thức 2 ấy thì chúng ta sẽ đặt đây là trừ e mũ 2x bằng t thì lúc đấy chúng ta sẽ có ngay một biểu thức là 1 cộng t mũ gì đấy ở mẫu. Vậy thì được linh hoạt giữa hai công thức này đó là theo cá nhân của mỗi bạn thôi, đặt như nào cũng đúng. Và chúng ta lựa chọn cho mình một cái phương pháp mà chúng ta làm quen nhất. Vậy thì ở đây anh đặt 1 e mũ 2x bằng t để xuất hiện 1 trừ t đúng không? Để mà ra 1 trừ t thì là liên quan đến công thức 1 này. Đó, thì sau đây ta sẽ xử lý tiếp, xử lý dần dần. Tạo hàm xuống ta sẽ có là 2 e mũ 2x bằng dt. Và đây trở thành 2 ta sẽ ra đây nó chính là dx sẽ bằng dt chia cho 2t. Đó, sau đó sẽ sang bước số 2 đó bước đổi cận. T này. X bằng 0 à, x bằng âm vô cùng chứ. X bằng âm vô cùng, thì thay âm vô cùng vào đây. E mũ âm vô cùng thì bằng bằng 0. Đó. E mũ 0. Đó, e mũ 0 thì bằng 1 và chúng ta sẽ có tích phân này. Tích phân từ 0 đến 1. Đó, tích phân từ 0 đến 1. Đó. Sau đây chúng ta sẽ xử lý e mũ 3x nha. E mũ 2x thì bằng t đúng không? Để xuất hiện 3 thì chúng ta cần cái này phải mũ 3 phần 2 đúng không? Phần 2 để mất số 2 này. Mũ 3 thì để đây thành 3x thì t này phải thành mũ 3 phần 2. Chúng ta sẽ có tử là t mũ 3 phần 2. Chúng ta tiếp tục này. Chúng ta mẫu sẽ là gì nhỉ? 1 trừ t tất cả mũ
1 phần 2 nhân với dx. Dx thì bằng dt chia cho 2t, và bằng tích phân từ 0 đến 1 3 phần 2 mà chia cho t, để 1 phần 2 ra ngoài nhé. 3 phần 2 mà mất đi 1 lần t thì sẽ được t mũ mấy? Mũ 1 phần 2. Đó, đang ở mẫu chúng ta muốn đưa lên tử thì chúng ta sẽ trở thành trừ 1 phần 2 dt. Sau đó chúng ta nhớ lại đối chiếu công thức này thì chúng ta sẽ thấy là p trừ 1 và q trừ 1. Vậy thì chúng ta sẽ được cái kết quả này. Được kết quả này bằng 1 phần 2 beta của 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2 trừ 1 phần 2 cộng 1 là 1 phần 2. Đúng không? Rồi, đến đây chúng ta sẽ xử lý hàm beta này thôi. Để xử lý cái hàm beta này thì chúng ta có thể sử dụng không qua hàm gamma. Chúng ta có thể sử dụng công thức liên quan đến hàm gamma. Đó, chúng ta sẽ được gamma của 3 phần 2 nhân với gamma của 1 phần 2 chia cho gamma của tổng. Đó, thì chúng ta sẽ được là 4 phần 2 là 2. Đó. Đấy, sẽ được là 1 phần 2 này. Gamma của 2 thì tức là bằng 1 dây thừa bằng 1, đúng không? Gamma của 1 phần 2 thì bằng mấy? Bằng căn pi. Bằng căn pi. Gamma của 3 phần 2 thì chúng ta nhớ lại công thức của gamma của n cộng 1 phần 2 thì bằng gì? Bằng 2n trừ 1 dây thừa cách nhân căn pi chia cho 2 mũ n. Vậy thì 3 phần 2 này bằng 1 cộng 1 phần 2. Vậy là n bằng 1. 2 nhân 1 trừ 1 là 1. 1 dây thừa cách bằng 1. 2 mũ 1 là 2. Tức là 1 phần 2 nhân căn pi. Thế kết quả chúng ta sẽ bằng 1 phần 4 pi. Pi trên 4. Bao nhiêu bạn làm đây vẫn đúng nhá? Được nhá, được sử dụng hàm gamma trong các bài tính toán cái tích phân bội 2 nhá. Giả sử các bạn gặp một câu tích phân bội 2 hoặc tích phân đường gì đấy mà có cái đoạn tích phân nào mà có hàm gamma và hàm beta thì hoàn toàn các bạn có thể đưa công thức của hàm gamma và hàm beta vào. Rồi, tiếp theo câu số 4. Các bạn chú ý là với câu số 4 này thì là một câu cả nhóm ngành 1 và nhóm ngành 2 đều thi nhá. Đó. Thì đối với nhóm ngành 2, tuy các bạn không học tích phân bội 3, tuy nhiên thì cái tính thể tích này nó nằm trong phần ứng dụng của tích phân bội 2. Nói thế nên rất trong rất nhiều năm thì nhóm ngành 2 các bạn thường các bạn thường nghĩ là tích phân. Đúng rồi các em, các vấn đề quan trọng nhất của một bài toán ấy đó chính là khi các bạn làm toán các bạn lại ra đúng đáp số. Đúng không? Cái phần các bạn trình bày chỉ là mô tả quá trình các bạn tạo ra đáp số thôi. Bất kỳ cách làm nào tạo ra cùng đáp số đấy là quy tắc cho điểm rồi, đúng không? Tất cả các cách làm khác nhau mà ra chung một đáp số thì đều được điểm tương đương với nhau. Vậy thì quan trọng nhất của một bài toán hay là làm toán hay là đó là tạo ra đáp số. Thì khi các bạn đã tạo ra đúng đáp số rồi thì có thể nhiều người có nhiều cách khác nhau đó, và có nhiều cách trình bày khác nhau. Vậy thì thầy cô cũng sẽ chấm trên cái phương diện đó chính là tạo ra đúng đáp số đã, sau đó thì mới cái phần trình bày các bạn mới chiếm cái điểm còn lại. Bất cả trình bày rất dài nhưng mà đáp số là cái cần thiết nhất mà bạn không tạo được ra ấy, thì thầy cô hoàn toàn có thể cho bạn không điểm hoặc là nửa điểm đó. Nhưng mà nếu mà bạn đã đúng đáp số rồi thì cái quá trình thầy cô chấm cái quá trình trình bày các bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút,
Đó, thì các bạn chú ý là cái quan trọng nhất các bạn cần làm được trong một bài ấy, đó chính là tạo ra đáp số đúng. Và sau khi các bạn có đáp số đúng rồi thì các bạn hãy nghĩ đến việc là trình bày sao cho nó khoa học và hợp lý. Rồi như câu số 4 này, anh sẽ trình bày theo cách nhóm vành hai cũng có thể sử dụng được. Vậy thì theo công thức và theo đúng cái tính thể tích thông qua tích phân bội 2 thì tích phân bội thể tích này sẽ được tính bằng tích phân bội 2 trên biển D của Z2 trừ Z1 DX DY. Trong đó Z2 là mặt nằm trên, Z1 là mặt nằm dưới. Đó, vậy rất nhiều khóa nhóm vành hai thường bỏ đi phần này vì nghĩ là tính thể tích thì nó sẽ động đến tích phân bội 3. Tuy nhiên thì đây chỉ là một câu tích phân bội 2 rất là thông thường thôi. Và D là hình chiếu của vật thể xuống mặt phẳng OXY. Đó. Dựa vào các yếu tố này thì chúng ta sẽ tính cái tích phân này. Thứ nhất là phần hình chiếu. Hình chiếu này là việc tạo ra khi chúng ta chiếu vật thể xuống. Vậy để chiếu được vật thể xuống mặt đáy thì chúng ta cần phải thông qua cái gọi là giao tuyến. Giao tuyến của hai mặt là đúng không? Giao tuyến. Giao tuyến sẽ được tính bởi Z1 bằng Z2. Và chúng ta sẽ có là 1 cộng x bình cộng 2y bình bằng 4 trừ đi 2x bình trừ đi y bình. Và chúng ta rất dễ thôi, chúng ta sẽ tạo được ra 3x bình cộng 3y bình bằng 3. Và giao tuyến là x bình cộng y bình bằng 1. Giao tuyến là cái phần đường chung của hai mặt nhé. Và sau khi là giao tuyến rồi ấy, thì cách làm tạo ra hình chiếu thì chúng ta sẽ chiếu nó xuống mặt đáy. Thế thì khi chúng ta chiếu xuống thì các bạn tưởng tượng là chúng ta sẽ tạo được một cái vùng mà có bóng, kiểu bóng đen ấy. Chúng ta chiếu xuống. Giao tuyến có thể là đường tròn, đúng không? Mà khi chúng ta tạo ra hình chiếu ấy, hình giao tuyến, tuyến là đường. Đường thì bao gồm cái đường như này thôi. Còn hình chiếu thì phải bao gồm khoảng khoảng bên trong nữa. Vậy thì hình chiếu D trong bài này sẽ được viết lại thành x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng 1. Đó. Sau đó đến bước quan trọng hơn, đó chính là bước xác định Z2 và Z1. Nếu trong trường hợp các bạn kiểu quá là bí dấu ấy, kiểu không xác định được dấu Z2, Z1 ấy, các bạn hãy đặt chỉ đổi ra bên ngoài như thế này. Thì ra kết quả chúng ta lấy chỉ đổi cho nó vẫn được ra thể tích dương. Chúng ta hiểu là lấy mặt mặt nằm trên trừ mặt nằm dưới thì chúng ta mới tạo ra được cái kết quả thể tích dương. Còn nếu các bạn chỉ nhầm thứ tự này thôi thì các bạn sẽ bị dấu âm và sẽ không có điểm, thể tích không âm được. Vậy thì để mà lấy điểm một cách kiểu nó hơi hơi máy móc chút ấy thì các bạn có thể để chỉ đối ra ngoài, mặt nào nằm trên mặt nằm dưới thì lúc sau chỉ đối vẫn dương đó. Tuy nhiên thì thầy cô cũng không đánh giá cao cái đấy lắm. Các bạn bản chất của phần giải thích hai các bạn phải xác định được hình học vật thể các thứ. Thì như cái mẹo ở giữa kỳ nó đã dạy các bạn một lần rồi đúng không? Z trên này thì sẽ có dấu hiệu là gì nhỉ? Sẽ có dấu hiệu là 4 trừ đi cái gì đấy đúng không? Đưa về trong parabol ấy thì các bạn thử đưa về trong parabol, các bạn sẽ tưởng tượng ra ngay này. Nếu một parabol, cái parabol có dấu hiệu nằm trên ấy thì nó sẽ phải có cái dạng là 4 trừ đi x bình chẳng hạn. Một parabol nằm dưới thì sẽ phải có cái dấu hiệu là 1 cộng x bình. Vậy thì chúng ta bài này chúng ta thấy là một mặt có dấu hiệu là 4 trừ đi 2x bình trừ đi 2y bình. Một mặt có dấu hiệu là 1 cộng x bình cộng với 2y bình. Vậy thì mặt trừ sẽ phải mặt nằm trên bởi vì nó sẽ có chiều hướng x tăng, y tăng thì nó sẽ đi xuống. Còn mặt 1 cộng này khi x tăng, y tăng thì nó sẽ đi lên và nó sẽ gặp nhau ở giữa, đúng không? Vậy thì mặt trừ này phải mặt nằm trên. Vậy thì tóm lại chúng ta sẽ được cái V này sẽ có đó là tích phân bội 2 trên miền D. Mặt trên là mặt 4 trừ đi 2x bình trừ đi y bình. Mặt dưới sẽ là mặt có dấu hiệu là dấu cộng đúng không? Thì sẽ trừ đi x bình và trừ đi 2y bình dx dy. Và chúng ta sẽ tạo ra được cái kết quả ở đây là tích phân bội 2 trên miền D của gì? 4 trừ 1 là 3. 3 trừ đi 3x bình trừ đi 3y bình dx dy. Rồi, đến đây thì khoan hãy tọa độ cực vội, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cách ngắn gọn hơn một chút. Là 3 lần của 1 dx dy. Đó, tương nhiên thì đến cách này thì các bạn có thể nhiều cách xử lý khác nhau. Đó, tuy nhiên thì có thể làm thông qua cách này. Đó.
thì bài toán chúng ta sẽ kiểu nó trông nó khoa học hơn ấy, và kiểu mô tả đúng là chúng ta hiểu rất rõ các phần. Đó, chúng ta tách thành hai tích phân như này, mục đích là để làm gì? Để tạo ra cái kết quả tích phân này là 3 lần diện tích miền D. Đúng không? 3 lần diện tích miền D. Và cái kết quả tích phân này thì sẽ được đặt sẽ được xử lý thông qua đó chính là tọa độ cực. Đấy, đến lúc này chúng ta tọa độ cực thì chúng ta vừa làm cho bài chúng ta khoa học hơn, vừa làm cho chúng ta bớt giai đoạn tính toán hơn. Thế đặt đây là x bằng r cos. Đúng không? Y bằng r sin phi. Và Jacobi nhá, nhiều bạn làm ở cuối kỳ hay quên Jacobi lắm bởi vì nó tích phân bội 2 mà. Nhiều bạn quên hết hết đó thì nó sẽ có không nhóm bằng r, nhóm bằng 1, không nhóm bằng phi, nhóm bằng 2π. Chúng ta có 3 lần diện tích miền D. Miền D là hình tròn có bán kính bằng 1, pi nhân 1 bình phương. Đúng không? Trừ đi 3 lần tích phân từ 0 đến 2π của d phi. Tích phân của 0 đến 1 của r mũ 3 dr. Và chúng ta sẽ thấy một cái cách làm tạo ra một kết quả rất vô cùng gọn và vô cùng nhanh. 3 nhân 2π nhân với 1 phần 4. Và chúng ta rút được đây là 2 là 3 phần 2. 3 mà trừ đi 3 phần 2 thì nó sẽ được 3 pi phần 2. Thì sẽ tối ưu bài của chúng ta hơn. Hoàn toàn cái đến đây thì các bạn có thể đặt luôn đấy được. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thành 3 trừ đi 3r bình tất cả nhân r cũng ra kết quả này thôi. Đó, tuy nhiên thì làm như này thì có vẻ bài nó đẹp hơn một chút. Đúng không? Và thể hiện là mình hiểu bài, chưa bao giờ là kiểu xem nào, có bạn hỏi là trong bài thi tách thành hai tích phân cũng được đúng không anh? Đúng rồi, tách thành hai tích phân cũng được đó. Như đây là anh sử dụng tính chất tách này đó, chúng ta đã tách thành hai tích phân và mỗi tích phân này chúng ta xử lý một kiểu. Cái này là sử dụng ứng dụng rất là nhanh thôi đúng không? Nhớ lại nhá, nếu mà có số 1 thì anh nghĩ đến diện tích miền D. Đấy, rõ ràng tính cái này sẽ nhanh hơn việc chúng ta tính 3 trừ r bình nhân r rồi đúng không? Tính cái này nguyên hàm lên phải mất đến 1 2 giây. À nhầm, 1 2 phút, và chúng ta cần tiết kiệm thời gian để ra làm câu sau nữa. Và tính được cái này thì cũng không phải là quá sức với các bạn, trong khi các bạn đã học đầy đủ các kiến thức liên quan đến ứng dụng của tích phân. Rồi. Và đây hoàn toàn là một câu nhóm ngành 2 có thể thi được nha, các bạn nhóm ngành 2 chú ý nhé. Đó, từ từ chủ quan liên quan đến thể tích mà bỏ nha. Rồi, với câu số 5. Rồi, để mà làm được câu số 5 hay làm một bất kỳ một câu liên quan đến tích phân đường nào đấy thì anh một thói quen của anh cũng hay dạy các bạn là gì nhỉ? Trước khi vào bài thì chúng ta cứ đặt ra cái PXY đã. Đúng không? Vì đề bài chưa cho PXY là gì và chúng ta sau này muốn sử dụng biểu thức PQ thì chúng ta cứ phải đặt ra đã, thì nó không thừa và chúng ta hoàn toàn là chúng ta có sử dụng với mọi bài đều sử dụng thôi đó. Và chúng ta có thêm cái quy xy bằng 2x nhân e mũ 2y cộng với 4x mũ 3 cộng 3x đó. Vậy thì có một chút dấu hiệu của việc là tích phân không thuộc vào đường hay là tích phân dùng Green thì chúng ta vẫn phải đạo hàm đúng không? Để mà làm được hai cái dạng mở rộng đấy thì chúng ta đều phải đạo hàm thôi. Đạo hàm đầu tiên là phải đạo P này đang là đạo hàm theo biến Y. Và Q chúng ta phải đạo hàm theo biến X. Đó, với mọi bài chúng ta đều phải làm thao tác này. Vậy thì thay vì chúng ta mất nhiều thời gian suy nghĩ về các hướng quá xa thì chúng ta cứ ghi ra đạo hàm luôn. Đó, xem nó có gì đặc biệt hay không. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có là P phải y cho sẽ được 2 nhân em của 2y cộng với 12 nhân với x bình. Cái này chúng ta đã làm cho biến x chúng ta cũng được 2 nhân em 2y cộng với 12 lần x bình cộng với 3. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ có là q phải x trừ đi p phải y bằng một số rất là đẹp là bằng 3. Đó. Vậy thì khi mà nó ra một số trừ nhau ra một số như này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách nhé. Vậy thì khi mà trừ nhau ra một số như này là một cái chứng tỏ biểu thức này rất là đẹp. Vậy thì cách làm của chúng ta đó chính là dùng nghĩ đến Green đúng không?
green là áp dụng cho đường cong kín nhá, nhớ này, green green áp dụng cho đường cong kín, đường cong kín đúng không? Vậy thì với đường cong kín thì nó phải kín thì nó áp dụng được đúng không? Và chiều chiều số 2 đó là chiều âm dương của nó, là hai cái quan trọng nhất khi chúng ta áp dụng green. Một là nó phải kín, hai là chiều âm dương của nó như thế nào. Vậy thì cũng không bắt buộc phải nhiều bài đâu, tuy nhiên thì nếu mà vẽ được vào thì tốt, bởi vì hình này cũng không phải là một hình quá khó. Vậy thì chúng ta sẽ có cái hình này là gì, một cái parabol di chuyển như thế này, XOY đó. Chúng ta có parabol này là một chữ x bình di chuyển từ A, từ A đây có điểm là 10 đến B có là -10, nó đang đi theo chiều này đó. Vậy thì đối với chân đường parabol này hoàn toàn nó chưa kín đúng không? Nếu chúng ta chỉ xét cái đường đỏ này thôi thì sao nhỉ, thì nó chưa kín đúng không? Vậy thì để làm nào cho nó kín nhỉ, thì ta phải thêm một đường màu vàng vào đây, thêm đường màu vàng này theo chiều B đến A để tất cả các điểm nó cùng một hướng thì lúc đấy nó mới kín và cùng hướng. Vậy thì để áp dụng được green thì chúng ta sẽ cần phải qua một số cái thao tác như sau, đó chính là thêm thêm đường BA, nó thêm đường BA. Và BA này sẽ viết như nào nhỉ, phương trình BA là gì, phương trình BA B và A đã cùng nằm trên vị trí y bằng 0 đó, cho nên chúng ta sẽ BA nằm trên đường y bằng 0, x sẽ là một tham số t, và cái tham số t này thay đổi từ đâu đến đâu, thay đổi từ -1 đến 1. Các bạn chú ý nhé, nếu mà các bạn viết như thế này thì các bạn phải viết t -1 đến 1, không được viết -1 nhỏ hơn bằng t nhỏ hơn bằng 1 đó, cách viết này là không đúng nhá đó, các bạn phải viết như thế này đó thì chúng ta mới cái thỏa mãn là thêm đường BA. Vậy thì chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có tích phân này, tích phân trên đường cong C cộng với tích phân trên đường BA và trừ đi tích phân trên đường BA, đoạn BA thì chúng ta y bằng tích phân C hợp với BA trừ đi BA đó. Cái này bằng y1 trừ đi y2 với tích phân y1 kín suy ra y1 bằng tích phân bội 2 trên miền D đó. Thì để chúng ta thấy là cái bài này nó hoàn toàn chưa nhắc gì đến miền D, cũng chưa có bất kỳ ký hiệu gì ở ngoài miền D cả. Vậy thì chúng ta muốn sử dụng cái D này thì chúng ta cần phải định nghĩa lại cái D này đúng không? Vậy thì cái D này sẽ được viết như nào đây? D này sẽ được viết là x từ -1 đến 1. Y theo chiều tăng thì nó lớn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1 chữ x bình. Đó. Thì lúc này chúng ta mới ghi ở đây thì cái D này mới có nghĩa đúng không? Chúng ta ghi như này mà đề bài chúng ta trong bài nó không nhắc gì đến thì lại không có nghĩa lắm đúng không? Chỗ này là gì? Q phẩy x trừ đi P phẩy y dx dy. Xem dấu âm hay dương. Dấu trong bài này là gì nhỉ? Nó dấu như thế này. Phân biệt hai dấu nhá, một dấu như thế này tức là dấu âm. À, dấu ngược chiều kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ là dấu dương. Còn đối với những bài mà dấu nó đi như thế này đúng không, đi như này là đi theo chiều kim đồng hồ đúng không, thì là dấu trừ. Một cách nhớ khác đó chính là giả sử các bạn có mặt, giả sử các bạn có mặt ở trên cái đường cong này, ở vị trí này các bạn đi theo cái chiều mũi tên vàng này, các bạn thấy là cái biển điền D này lúc nào cũng nằm bên tay trái các bạn, luôn nằm bên tay trái các bạn thì nó sẽ là dấu cộng, còn nếu miền D này là bên tay phải các bạn thì là dấu trừ. Vậy thì có hai cách để tưởng tượng trong phòng thi, nếu mà cuống quá mà không phân biệt được đâu là thuận chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ thì có thể nghĩ đến cái việc đó chính là chúng ta giả sử chúng ta đang di chuyển dọc theo đường cong này, miền D nếu nằm bên tay trái chúng ta chỉ là dấu cộng đó. Vậy thì chúng ta di chuyển thế này thì chúng ta thấy là bên tay trái rồi đúng không, thì bài này sẽ mang dấu cộng và cái này trở thành
3 lần đúng không? 3 lần D của 1 DXDY. Và bằng 3 lần tích phân từ -1 đến 1 DX tích phân từ 0 đến 1 trừ x bình DY. Và chúng ta sẽ được là 3 lần tích phân từ -1 đến 1 1 trừ x bình DX. Và cái này bằng bằng gì nhỉ? Nguyên hàm của 1 là x đúng không? Nguyên hàm của giá có thể là 4, nó bằng 4. Rồi đối với y2. Đối với y2 này thì chúng ta sử dụng cái yếu tố đó chính là phương trình đường thẳng BA đúng không? Với phương trình đường thẳng BA chúng ta có một cái là y bằng 0. Và khi chúng ta có y bằng 0 thì chúng ta có DY bằng 0. Đó. Vậy thì tất cả các yếu tố liên quan đến y và DY chúng ta có thể tận dụng được. Thì y2 là cận theo t là -1 đến 1. Đúng không? Ở đâu có đây, lôi cái đề xuống đây nha. Rồi, lôi cái đề xuống đây. Ở đâu có y chúng ta thay là 0 thì giả sử em cũng 0 là 1 đúng không? Cộng với 12 nhân 0 là cộng với 0 nhân với dx. Nó các bạn thấy cái gì ở đây là dx, lấy t đều được. Đó, cái gì là dt nha. Đằng sau thì toàn hoàn toàn một biểu thức nhân với dy mà chúng ta có dy bằng 0. Nên là phía đằng sau là bằng 0. Và chúng ta sẽ rút được ra cái này bằng mấy? Bằng 2. Đúng không? Vậy thì kết quả tích phân này được tính thông qua cái cách đặt chúng ta ban đầu. Đó chính là y1 trừ đi y2. Và chúng ta có kết quả câu này là 4 trừ 2 và bằng 2. Đúng không? Ok, các bạn muốn tăng tốc lên một chút thì cũng được. Đó, thực ra là anh chữa theo cách, nhất là hôm nay anh ốm, anh hơi mệt chút, nên anh nói hơi từ từ. Cái thứ hai là anh muốn cho tất cả các bạn cùng hiểu ấy, cùng hiểu cùng lúc, cho nên là kể cả những bạn chưa ôn tập gì mà xem lại cái live chữa đề thi thử này thì các bạn có thể làm được bài thì nó cũng khá tốt mà đúng không? Rồi, câu số 6. Câu số 6 này thì lúc nãy thi thử các bạn từng làm rồi, đã làm rồi đúng không? Thì các bạn hãy cho anh biết câu 6 này với cách ra đề như thế này thì là kín hay là không kín? Các bạn hãy thử comment cho anh biết là với cách ra đề với các câu chữ như này thì các bạn sẽ nghĩ rằng nó kín hay nó không kín. Rồi, đã có bạn comment là kín. Nào tiếp nào, các bạn thấy nó kín hay không kín nhỉ? Hai bạn cho rằng kín. Rồi, rồi chữa luôn nhá. Là kín, đúng không? Miền này là kín, khẳng định là kín luôn. Vì sao nhỉ? Nó sẽ có hai cái dạng cấu trúc ra đề các bạn thường gặp. Một, nếu mà câu này ý tưởng nó cho là không kín nhá thì nó phải ra đề là gì nhỉ? Nó phải ra đề là S là miền, S là mặt trụ, S là mặt trụ. Nếu mà nó do S là mặt trụ, x bình cộng y bình bằng 1. Đó. Và cái phần đằng sau ấy thì tức là điều kiện để chặn cái mặt trụ này lại. Thì mặt trụ bao gồm cái phương trình này và đây là phần điều kiện để giới hạn mặt trụ. Còn nó cho là thì nếu mà dạng ra đề như này nhá thì là không kín. Đó, còn nếu ra đề dưới dạng đó chính là S là biên của miền hình trụ. S là biên của miền hình trụ. Đó. Các bạn tưởng tượng là để tạo ra một hình trụ thì nó phải là một vùng có thể tích và có một cái V giới hạn rồi. Thì lúc này nó bao gồm hình trụ này bao gồm cả cái vùng không gian phía trong, cả cái vùng không gian phía trong nữa, và cái Z này nó sẽ đóng vai trò là một cái phần để xác định cái thể tích của hình trụ, nó tạo ra cái vùng hình trụ này, nó một khối hình trụ này. Và biên tức là cái thể tích toàn phần, là phần gồm mặt trên, mặt xung quanh và mặt dưới đậy lại để tạo ra hình trụ. Đó, còn nếu mà cho đề dưới dạng là S là mặt trụ này và đây chỉ là điều kiện để giới hạn mặt trụ thì rõ ràng nó không kín. Cả khi nó là biên của một miền hình trụ
thì đây chứng tỏ là nó đã kín. Vậy thì chúng ta có hai kiểu ngôn ngữ ra đề như thế mà trong cái đề thi rất thường gặp. Vậy thì với cái cách nghĩ như vậy thì chúng ta thấy là nó đã kín rồi. Và khi nó đã kín rồi thì chúng ta sẽ có xác định được một cái gì nhỉ? Cái V này là gì? Là x bình cộng y bình nhỏ bằng 1. Và chúng ta có 0 nhỏ bằng z nhỏ bằng 1. Áp dụng OG đúng không? Áp dụng OG chúng ta có y sẽ phải bằng tích phân bội 3 trên V. Cái này đang thiếu dx cho đạo hàm trên biển x. Chúng ta biểu thức số 2 thiếu dy cho đạo hàm trên biển y, và biểu thức số 3 đang thiếu cái dz thì chúng ta sẽ đạo hàm trên biển z. Nó sẽ được là 2z dx dy dz. Đó. Thì đến đây cũng có rất nhiều cách để hoàn thiện hoàn hoàn tất cái tính này đúng không? Vậy thì để cho nó gọn ấy, thì các bạn có thể làm như sau: 3 cộng với 2z dx dy dz, đây là V. Và 3 này thì chúng ta có thể tách thành 3 lần thể tích của miền V cộng với 2 lần tích phân của z dx dy dz. Đó. Và để xử lý nốt cái z, xử lý này thì ta sẽ dùng tọa độ gì? Tọa độ trụ. Đặt x bằng r cos phi. Đặt y bằng r sin phi. Đặt z bằng z. Thì chúng ta có Jacobi bằng r. Chúng ta có 0 nhón bằng r nhón bằng 1. 0 nhón bằng phi nhón bằng 2 pi. 0 nhón bằng z nhón bằng 1. Chúng ta sẽ được 3 lần thể tích mà. Thể tích của hình trụ, một hình trụ thể tích của nó sẽ bằng 3 lần. À, thể tích hình trụ sẽ bằng gì nhỉ? Diện tích đáy chiều cao đúng không? Diện tích đáy cho bạn. Bài này là pi nhân 1 bình phương. Chiều cao là 1 cộng với 2 lần tích phân từ 0 đến 2 pi d phi, tích phân từ 0 đến 1 của r dr, tích phân của 0 0 đến 1 của z dz. Đó. Và chúng ta sẽ được kết quả là gì nhỉ? 3 pi cộng với 2 nhân 2 pi nhân 1 phần 2 nhân 1 phần 2, và 3 pi cộng với pi thì sẽ được kết quả là 4 pi. Đó. Đúng không? Sao anh không tính tích phân của z trước? Cũng được em ạ. Mà tính tích phân của z trước thì tạo ra, nếu chỉ lấy phần mặt trụ thì giải kiểu gì anh? À, vậy thì với bài này, các bạn hỏi là nếu mà bài này chưa kín, đó, với bài này mà một bài liên quan đến chưa kín thì giải như thế nào? Vậy thì để nó chưa kín thì ngoài cái bước tính kín rồi thì chúng ta cần phải trừ đi mặt z bằng 0, trừ đi mặt z bằng 1 nếu nó chưa kín nhá. Đó. Vậy thì ta phải định nghĩa rõ hơn cái z bằng 0 này. Z bằng 0 này kèm theo đó là x bình cộng y bình nhỏ bằng 1. Và hướng đang là hướng như nào đây? Hướng ra ngoài. Vậy thì để cho tất cả các mặt của hình trụ này đều hướng ra ngoài thì cái đáy phải hướng xuống. Đáy phải hướng xuống. Và z bằng 1 này thêm vào thì nó phải hướng lên. Giả sử nó chưa kín nhá. X bình cộng y bình nhỏ bằng 1 và hướng lên. Đó. Thực ra anh bảo rồi đúng không? Tất cả các phương pháp làm thì nó quan trọng nhất là phải tạo ra đáp số đúng. Đó, vì có bạn cho có nãy các bạn bảo là sao không tính tích phân của z dz trước, cũng được, không sao cả nhé, các bạn thì tính z dz trước cũng được. Quan trọng nhất là cái 4 pi này, đáp số cùng các bạn phải đúng. Còn cái phần giữa này thì mỗi người sẽ có một cách làm nhé. Đó, có thể cách các bạn thấy cách này hay nhanh thì bạn làm theo, không thì cách khác cũng được. Đó. Vậy thì với cái z bằng 0 này, z bằng 0 sẽ kéo theo dz bằng 0 thì tích phân này sẽ trở thành tích phân của mặt S1 này. Ta gọi đây là S1 nhá. Đây là S2. Thì với z bằng 0 này thì nó là ba hai cái dz bằng 0 cộng với một cái z bằng 0 thì nó có 0 cộng 0 cộng 0. Đó.
đấy đi, và nó sẽ bằng bằng 0. Rồi đối với S2, S2 này thì nó sẽ bao gồm sẽ bằng 1. Bằng 1 thì vẫn kéo theo là gì? Là D sẽ bằng 0. Thì chúng ta vẫn có hai biến thức đầu bằng 0 và biến thức số 3 sẽ là 1 dx dy. Đó, và cái này trở thành 1 dx dy trên biến D và D dấu cộng. Các bạn chú ý từ S chuyển thành D thì nó sẽ đi kèm thêm một cái dấu ở đây, là gọi là cái dấu hướng. Đây, cái hướng này là hướng nhỏ hơn 90 độ thì nó sẽ kèm nó dấu này, chứ không phải các bạn cộng trừ ở đây đâu nhé. Đó, cộng trừ sẽ ở đây cơ. Thì cái này bằng bằng pi đúng không? Thì kết quả 4 pi bớt đi pi nó sẽ ra 3 pi. Đây, nếu bài này chưa kín nhá. Được em ơi, nhiều cách lắm. Miễn là ra kết quả đúng bài này là 4 pi là được nha. Đây đây là cái cách anh làm cho các bạn hỏi là nếu nó chưa kín nhá. Còn ba bên này kín thì phải tạo ra 4 pi. Rồi giải đây. Phải giải đây, phải tạo ra 4 pi mới đúng nha. Rồi. Rồi tiếp tục là các câu ở phía dưới này. Câu số 7. Ok, câu số 7 nha. Câu số 7 này là một câu liên quan đến tích phân bội 3. Tích phân bội 3. Tuy nhiên nó chứa dấu trị tuyệt đối. Nó tích phân bội 3 nhưng nó có dấu trị tuyệt đối. Vậy thì giống như ở phần trước thì chúng ta cũng có cái quy tắc để làm trị tuyệt đối. Nếu mà nó không đối xứng. Đó, thì chúng ta cần phải tách ra thành các tích phân cộng lại với nhau. Vậy thì ở đây chúng ta có cái tích phân, nó chính là có hàm trị tuyệt đối là z cộng với x bình và cộng với y bình đóng trị tuyệt đối này, và chúng ta có thể đưa nó trở thành z bằng cộng với x bình cộng với y bình nếu gì nhỉ, nếu cái biểu thức này, theo biểu thức z cộng x bình cộng y bình lớn hơn bằng 0 đó, hoặc là bằng trừ z trừ x bình trừ y bình nếu z cộng với x bình cộng y bình nhỏ hơn 0, đúng chưa? Đó, vậy thì cái điều kiện này nó sẽ tương đương với, đó chính là z lớn hơn hoặc bằng trừ x bình cộng y bình. Cái điều kiện này sẽ tương đương với z nhỏ hơn trừ x bình, nhỏ hơn trừ của x bình cộng y bình. Đó. Về trong không gian ấy, trong không gian với cái hình hình bài này thì ta thấy là x bình cộng y bình bằng 1 là một mặt trụ, đúng không? Nó là một mặt trụ. Chỉ lấy từ 0 đến trừ 1. Giả sử chúng ta có cái vị trí này là trừ 1 nhé. Thì chúng ta có một cái mặt trụ ở đây. Chiều xuống đây. Đó. Vậy thì chúng ta cần phải xuất hiện thêm một cái vật thể cong nữa để chúng ta tách cái biển V này thành hai phần, thì lúc đấy nó mới phá cái chuyển đổi này ra. Vậy thì một cách khá là tưởng tượng thêm một chút thì chúng ta có thể vẽ ra một cái hình. Hình này sẽ mô tả trục cao là trục OZ, còn chiều ngang là trục OY. Anh đang vẽ một cái hình mà nó là gì nhỉ? Nó là một kiểu nó là một lát cắt ấy. Chúng ta cắt dọc hình ra. Giả sử chúng ta cắt dọc hình ra thì chúng ta xem hình như thế nào. Vậy thì trong không gian vậy thì chúng ta đang có cái gì nhỉ? Chúng ta đang có một cái hình trụ. Hình trụ. Vẽ nháp cũng được, cái hình này thì nó vẽ nháp cũng được. Đây, phương trình của cái hình trụ này là gì? X bình cộng y bình nhỏ bằng 1. Đúng không? Chúng ta có thêm một cái đường cong này. Đường cong này chính là mặt z bằng trừ của x bình cộng y bình. Đó là một cái mặt cong này. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là cái hình này sẽ tách thành hai phần. Một phần là các dấu cộng. Đó, một phần là các dấu cộng. Miền các dấu cộng này nó sẽ thỏa mãn điều kiện, đó chính là z nằm trên cái mặt này, tức là miền dấu cộng là miền z lớn hơn hoặc bằng trừ x bình cộng y bình. Tiếp theo là miền các dấu trừ. Đó,
Đối với miền các số trừ này là phần z nằm phía dưới cái mặt này. Vậy thì nó chính là mô tả cho cái việc z nhỏ hơn trừ của x bình cộng y bình, đúng không? Đương nhiên thì cái chỗ này là z bằng 0 và chỗ này là z bằng trừ 1. Vậy thì đến đây các bạn đã viết được cái V1 và V2 chưa? Đúng không? Chúng ta có thể viết được ra V1. V1 nó chính là phần cộng đi, một phần cộng trước thì tức là gì? Trừ x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng z nhỏ hơn bằng 0. Đúng chưa? Và x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng 1. Tiếp tục miền V2. Miền V2 tức là miền trừ 1. Đó, miền V2 là miền dấu trừ này. Nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng trừ của x bình cộng y bình. Và nó vẫn nằm trong cái hình trụ là x bình cộng y bình nó bằng 1. Đó. Hơi lạ đúng không? Bởi vì nó là một câu tích phân có tuyệt đối trong không gian, khá là lạ. Tuy nhiên thì để hiểu nó thì không quá khó. Vậy thì chúng ta có miền V1, V2 rồi. Vậy thì đối với miền V1 đó, thì chúng ta sẽ tách cái tích phân này ra này. Y sẽ bằng tích phân trên miền V1 trị tuyệt đối của Z cộng X bình cộng Y bình dx dy dz cộng với tích phân bội 3 của V2 trị tuyệt đối của Z cộng X bình cộng Y bình dx dy dz. Và đến đây thì chúng ta có thể hoàn toàn viết được là gì? Đối với miền V1 là miền mang dấu cộng thì cái tích phân này trở thành Z cộng với X bình cộng Y bình V1 dx dy dz. Tích phân V2 sẽ có một dấu trừ. Dấu trừ này sinh ra bởi trị tuyệt đối Z cộng X bình cộng Y bình dx dy dz. Rồi. Đúng không? Rồi đến đây thì chúng ta sẽ đặt chung nha. Đặt chung theo pháp tọa độ trụ, ta sẽ đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, z thì bằng z Jacobi. Đến đây vẫn chung này, bằng r. Rồi. Đối với V1 cận sẽ xác định như sau. 0 nhỏ bằng phi nhỏ bằng 2pi. 0 nhỏ bằng r nhỏ bằng 1 trừ r bình nhỏ hơn bằng z nhỏ bằng 0. Đối với V2 đó sẽ là gì? Sẽ là 0 nhỏ hơn bằng phi nhỏ hơn bằng 2pi. 0 nhỏ bằng r nhỏ bằng 1 trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng trừ r bình. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có đây là bằng tích phân từ 0 đến 2pi d phi tích phân từ 0 đến 1 của r dr tích phân từ trừ r bình đến 0 của z cộng với r bình dz cộng với tích phân từ 0 đến 2pi của d phi tích phân từ 0 đến 1 của r dr tích phân từ trừ 1 đến trừ r bình của một dấu trừ đây nhá, đúng không? Dấu trừ ở đây của z cộng với r bình nhân với dz. Nói đây là kiểu vừa tính hai tích phân này ra thôi. Vì đầu tiên thì chúng ta có cái phi là 2pi, nó có thể đẩy ra ngoài này. Tiếp theo tích phân từ 0 đến 1 đó của r, cái hàm này cho z, cái hàm này cho z thì chỗ này là z bình trên 2, đúng không? Z bình trên 2 thì cận trên là 0. Cái nào chưa quen thì z bình trên 2 này cộng với r bình z, cận dưới là trừ r bình, cận trên là 0 dr trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của r nhân với z bình trên 2 cộng với r bình z, cận trên là trừ r bình, cận dưới là trừ 1 d r này bằng 2pi nhân với
tích phân của 0 đến 1 của r trừ vào đây, đúng không? Thế ra trừ r mũ 4 trên 2 trừ đi, trừ với trừ là cộng, cộng r mũ 4 dr. Đừng để nhầm dấu đoạn này nhé, rất tiếc đấy. 0 1 này, à, tích phân của r này cận trên là trừ r bình, trừ r bình thay vào đây là r mũ 4 trên 2, cận dưới thay vào đây là được 1 phần 2, cộng với cận trên thay vào đây là trừ r mũ 4, thay vào z nhé, cái này thay vào z trừ r 4. Thế là thay trừ 1 vào thì ra trừ r bình, trừ r bình nhưng mà dấu trừ cận dưới sẽ tạo ra kết quả là cộng r bình dr. Và tóm lại hai kết quả tích phân này tạo ra kết quả là bằng pi trên 3. À, trôi đâu nhỉ? Đây, tóm lại một câu như này. Cái phần trình bày của nó bắt đầu từ trên xuống dưới. Bao nhiêu bạn làm ra đúng đáp số câu này nhỉ? Đáp số câu này là pi trên 3 nha. Bao nhiêu bạn làm ra đúng đáp số câu này? Đó, vậy thì vì nó khá là lạ ấy, cho nên là cái dạng lạ thì không biết trước được. Đó, nếu mà đi thi gặp lại câu này thì các bạn sẽ có một cái cơ sở, một bài mẫu để các bạn nhớ lại và làm theo. Đó, chứ nếu mà thi thử là vấn đề chúng ta học về bao quát kiến thức mà, đúng không? Thì gặp những dạng lạ, dạng mới để chúng ta rút ra cách làm. Hiện thì chưa ra cái dạng gì mà chúng ta chưa biết, chưa nắm chắc thì học lại, mới thì chúng ta học học thêm. Đó, chứ thế đề thi thử toàn câu lạ thì cũng đừng chê nó vội nha, thì biết đâu thì thật lại vào câu đấy thì sao, đúng không? Câu này không khó nha, câu này không khó đâu các bạn ơi, câu này không câu này hoàn toàn không khó đâu, chỉ cần đầu tiên là cái phá trị đối này thì các bạn cũng phải nắm được rồi. Tiếp theo là đưa cái trị đối đấy vào cái hình, nó đưa cái trị đối đấy vào trong cái hình bội 3, làm sao để viết cái cận cho nó hợp lý là V1, V2 và phá cái dấu trị đối này ra. Đó thì đó là cái điều quan trọng nhất của bài này. Đó, chứ thực ra nó không khó đâu nhá. Làm một câu này thì không hề khó đâu. Nên hoàn toàn cái kiến thức để xử lý nó không hề quá phức tạp. Rồi, ra sang câu 8. Câu 8 này các bạn làm cách gì nhỉ? Các bạn phải comment cách làm câu số 8 cho anh biết được không? Các bạn làm cách 8 này sau câu Các bạn làm câu số 8 này cách nào nhỉ? Các bạn có thể comment xuống phần bình luận được không, để anh có thể nắm được qua cho các bạn. Số 8 này các bạn làm được cách nào đây? Bạn nào vào sau chưa like, chưa tim thì cho anh xin một like và một tim nha. Và nhớ chia sẻ về tường để mai còn học lại nhá. Câu 8 này các bạn làm cách nào nhỉ? Đâu rồi? Các bạn làm câu 8 như nào? À, Vũ Quang Đạt em dùng stop, Thành Minh dùng stop, Đức Khiêm dùng stop. Khá nhiều bạn cho rằng dùng stop bởi vì có một cái bởi vì các bạn đã quá quen với việc là khi cho từ lưu số thì nó phải đi kèm stop, đó, quá quen được cái điều đấy rồi. Tuy nhiên lưu số ở đây thực chất nó là viết tắt của tích phân đường nha. Lưu số là viết tắt của tích phân đường.
Bản chất câu này đó chính là tính tích phân trên đường cong C của trừ y mũ 3 dx cộng với x mũ 3 dy và cộng với x mũ 4 dz. Đó. Vậy thì vì sao nghĩ stock? Bởi vì khi trong những bài C kín mà tưởng tượng đường cong kín trong mặt phẳng ấy, thì đường green C kín trong không gian dùng stock. Đó. Tuy nhiên thì trong cái phần mặt phẳng các bạn ấy, có phải câu nào các bạn cũng dùng green đâu, đúng không? Đúng không? Trong mặt phẳng không phải lúc nào các bạn cũng dùng green đâu. Đó. Kể cả một bài mà nó cho x bình cộng y bình bằng 1. Đó. Nó kín sẵn rồi thì việc sử dụng green chỉ khi xuất hiện hàm q phẩy x trừ p phẩy y nó đẹp thôi. Đó. Còn nếu mà chúng ta thấy là chúng ta có thể tính trực tiếp tham số hóa cái đường cong này để mà chúng ta áp dụng green, à không phải green mà chúng ta tính trực tiếp, thì nó vẫn là một cách làm. Và câu này cũng thế, mục đích cho cái từ lưu số ở đây cũng chỉ hơi đánh lừa một chút thôi, đó chính là vì lưu số các bạn hay nghĩ stock, đương nhiên cách stock vẫn ra nhé. Tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng nó thông qua cách tính trực tiếp. Với cái điều kiện x bình cộng y bình bằng 1 thì rất dễ dàng, chúng ta có thể tham số hóa x bằng cos t, y bằng sin t. Và có điều kiện số 2 đó là x cộng y cộng z bằng 1 thì ta rút được ra z bằng 1 trừ cos t và trừ đi sin t. Và với cái chiều là ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta sẽ có chiều t là từ 0 đến 2pi. Vậy thì đến đây chúng ta có thể thay vào, chúng ta tính luôn này. Sẽ thành tích phân từ 0 cho đến 2pi. 2pi ghi 2 chữ pi ngáo thật đấy. 2pi trừ y mũ 3 thì đây chính là trừ của sin mũ 3t. Dx ra một cốt là gì nhỉ? Ra một cốt là trừ sin nên với trừ sin t. Đúng không? Ra một cốt là trừ sin t. X mũ 3 là cốt mũ 3t. Đạo hàm của sin là cos t. Cos t. Tiếp tục này. X mũ 4 ở đây chính là cos mũ 4 đúng không? X mũ 4 đây chính là cos t mũ 4. Nhân với dz tức là đạo hàm cái này thì biến t. Đạo hàm của sin là cos, đạo hàm cos là trừ sin. Ta sẽ có sin t trừ đi cos t. Tất cả nhân với dt ở cuối. Và chúng ta sẽ được tích phân này là gì? Tích phân từ 0 cho đến 2pi của sin mũ 4t cộng với cos mũ 4t cộng với cos mũ 4t sin t trừ đi cos mũ 5t dt. Đến đây thì nếu còn thời gian cho phòng thi thì các bạn có thể, nếu mà hết thời gian nhé, thì đến đây thì đây là một câu kiểu đầy đoạn này rồi thì hoàn toàn là kiến thức của giải tích 1. Đó thì các bạn có thể tạo ra đáp số là 30/2 luôn nếu máy tính. Đó. Nếu không thì các bạn ngồi hạ bậc một lúc thì cũng sai. Nhưng mà có nhá, vì nó chỉ là một câu tích phân đường. Đó, nhóm ngành 32 thì có học tích phân đường mà. Thì đây chỉ là một câu tích phân đường tọa độ tham số bình thường thôi. Đó, cho nên là có thể cũng có khả năng thi lưu số đối nhóm anh 2 nếu mà nó chỉ cho dạng tích phân đường thuần túy như này. Nếu mà tích phân này mà sử dụng stock là đưa về tích phân mặt ấy, thì nhóm anh 2 không học tích phân mặt thì lúc đấy mới không nằm trong chương trình thi. Còn nếu mà nó chỉ liên quan tích phân đường này thôi ấy, thì nó vẫn là có thể ra trong đề thi được. Đó. Chú ý nhá, không phải lúc nào lưu số ta cũng dùng stock đâu nha. Anh làm theo cách stock đi anh. Cách stock cũng bình thường. Mà cách này nhanh hơn đúng không? Làm sao cách này nhanh hơn được?
Rồi cách stock nhá. Rồi cách stock thì các bạn sẽ chọn được đưa nó về gì nhỉ? Tích phân của mặt S đúng không? Tích phân của mặt S của cái biểu thức trừ đi, cái này các bạn tự trừ nhá. Và nếu anh không nhầm thì sau khi trừ xong thì nó sẽ được là trừ 4x mũ 3 dx dz cộng với 3x bình cộng 3y bình dy đó. Chúng ta nhân với vector pháp tuyến đơn vị để chúng ta đưa nó về mặt loại 1. Đó. Và để từ mặt loại 1 thì chúng ta nhân với 1 phần căn 3 đúng không? Ta sẽ được là trừ 4x mũ 3 cộng với 3x bình cộng với 3y bình dy. À, ds. Đó. Và chúng ta chiếu nó xuống đáy, chúng ta chiếu nó xuống đáy, ngược kim đồng hồ là chiếu dương rồi, là pháp tuyến dương, chiếu nó xuống đáy thì chúng ta sẽ được D trở thành miền D. Miền D này có phương trình là x bình cộng y bình nhóm bằng 1. Đây chúng ta có trừ 4x mũ 3 cộng với 4 cộng với 3 lần x bình cộng y bình. Đó, sau đó nhân với ds. Mặt z là mặt một chữ chữ y cho nên là chúng ta có chỗ này là căn 3 dxdy. Và cái này bằng tích phân d trừ 4x mũ 3 cộng 3 lần x bình cộng 3 lần y bình dxdy. Cái này bằng tích phân 3 lần x bình cộng y bình dxdy. Cũng nhanh đấy nhỉ, cũng nhanh đấy chứ. Đó, cái phần này anh sẽ giảm ước đi, nó bằng 0 do d đối xứng và biền lẻ theo x, đối xứng trục OI và lẻ theo x, cho nên sẽ bằng 3 lần nhân với 2 pi nhân với r bình mũ 3 1 phần 4. Đó thì chúng ta vẫn được kết quả là 3 pi trên 2. Thế thôi, đúng không? Hai cách làm đều nhanh nha, đều nhanh. Đó là stock đúng không? Là làm stock ra là 3 pi trên 2 cũng đúng, mà là cách thường ra 3 pi trên 2 cũng đúng. Đó chính là cái việc con đường không quan trọng, đích đến mới quan trọng nha. Rồi, chúng ta còn 10 phút, anh bắt đầu chữa ở 9 giờ. Vậy thì ta có 90 phút thì vẫn kịp 10 phút để làm cú 9. Thế đề này hơi hơi nhẹ đúng không? Đáng ra chữa phải mất nhiều thời gian hơn bấm giờ ấy. Nếu mà chữa mà vẫn bằng thời gian bấm giờ thì có khi là nó hơi dễ thật. Là câu 9 nha. Chúng ta đầu tiên gặp một bài tích phân đường loại 2, ta xác định PQ đúng không? Xác định được PQ. P ở đây là e mũ x cộng y bình. Đây là x bình cộng 2x. Q ở đây chúng ta có là e mũ x cộng y bình nhân với 2x bình y. Đó. Bài này thì có vứt rất nhiều cách luôn nha. Thì đầu tiên ta phải kiểm tra được xem là P'y có bằng Q'x không. Và các bạn kiểm tra anh bước này nhá. Và anh có kiểm tra trước thì nó có bằng ấy. Vậy thì khi chúng ta xảy ra điều này thì suy ra đây là một câu tích phân không phụ thuộc vào đường đi. Đó, nghe tên rồi đã biết nó dạng như nào rồi đúng không? Tích phân này không phụ thuộc vào đường, đúng không?
làm nhanh còn xe mù đá. Rồi, khi nó không tìm đường đi thì nó rất nhiều cách, đúng không? Cách một là chọn đường. Cách hai đó là tìm ra cái hàm u thỏa mãn DU bằng PDX cộng QDI. Đó, hai cách nha. Vậy thì với cách một là cách chọn đường đi. Cách một chọn đường thì có rất nhiều cách chọn đường. Đó, với cái hình như bài này. Đó là điểm A đang ở vị trí 10, điểm B đang ở vị trí 01, thì có bạn lựa chọn phương pháp là đi từ đây về đây, xong đi từ đây lên đây, O B, cách 1 nhé, cách 1 và bạn là cho cách này. Vậy thì nó sẽ trở thành tích phân trên đoạn AO cộng với tích phân trên đoạn OB. AO có phương trình là y bằng 0, x bằng t, t từ 1 về 0. Rồi. OB thì sao? OB có phương trình là x bằng 0, y bằng t, t từ 0 đến 1. Với cái này thì chúng ta sẽ tạo ra được kèm với nó là y bằng 0. Với này chúng ta tạo kèm với nó là x bằng 0. Vậy thì tích phân của chúng ta y sẽ bằng, đầu tiên là cho đoạn AO đi, là từ 1 đến 0. Ở đâu có y cho thay bằng 0 thì sẽ được em mũ x. Ở đâu có x cho thay bằng t, bạn quen rồi thì để x cũng được. 2x đằng sau kia thì bằng 0 hết rồi đúng không? Để cộng với tích phân từ 0 đến 1 dx bằng 0. X bằng 0 là 0 dx. Đó. Và cái này bằng tích phân từ 1 đến 0 của e mũ x nhân với x bình cộng 2x dx. Và cái này bằng gì? Cái này chính là bằng e mũ x nhân với x mũ 2 cận từ 1 đến 0. Đó, e mũ 0 à, nhân với 0 thì bằng 0, e mũ 1 thì là trừ e. Cách 1. Cách 1 nhé. Đó, ra cái cách một ta kết quả là trừ e. Đó. Bạn nào ra đáp án trừ e chưa nhỏ? Bạn nào ra được đáp án trừ e thì đó, bạn nào ra đáp án trừ e chưa? Rất dễ đúng không? Rồi, ta sang cách 2. Cách 2. Đó, cách hai này thì anh không thích chọn đường đi từ A về O và đi từ O đến B nữa, đúng không? Dựa vào một cái hint, đó, và một cái hint của đề bài, đó chính là xuất hiện e mũ x cộng y bình ở phía này, thì mạnh dạn suy nghĩ đến việc x cộng y bình nó tạo đặc điểm chung gì giữa A và B không? Đó, điểm A thay vào đây thì chúng ta sẽ được x cộng y bình bằng 1. Điểm B thay vào đây chúng ta cũng thấy là x cộng y bình bằng 1. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn đường đi từ A đến B thông qua cái đường x cộng y bình bằng 1. À, vậy thì với cách chọn như thế này thì chúng ta sẽ rút được ra cái gì? Chúng ta rút được ra x bằng 1 trừ đi y bình. Đó. Và đi từ A đến B tức là thay đổi chiều của y. Vậy thì y này sẽ phải tăng thay đổi từ đâu đến đâu? Từ A đến B thì y thay đổi từ 0 đến 1. Thì y thay đổi từ 0 đến 1. Đó. Và với cái x này thì chúng ta sẽ tính được ra đó chính là dx đó, bằng trừ của 2y dy. Đó, đưa hết về biến y. Đó, vậy thì chúng ta tóm lại nó sẽ có cái gì? Tích phân từ 0 đến 1 đúng không? E mũ x cộng y bình thì chúng ta thay bằng cái này vào cho sẽ được e mũ 1. Đó. Nhân với mở ngoặc. Lại kéo đề xuống đây nhìn cho dễ nha. Nhân với mở ngoặc x bình cộng 2x
thì chúng ta sẽ có là ngoặc vuông bên ngoài đi, ngoặc tròn ở trong, 1 trừ đi y bình tất cả bình đó, cộng với 2x là cộng với 2 nhân với 1 trừ đi y bình. Có cái gì, có dx à, dx thì bằng trừ 2 dy, trừ 2 y cộng với 2x bình. 2x bình thì thay bằng gì, bằng 2 nhân với 1 trừ đi y bình tất cả bình nhân với y, và đóng lại cái dy ở cuối. Và chúng ta cũng được ra kết quả tương tự như thế, tích phân từ 0 đến 1 của e nhân với cái này. Cái này thì có thể tính ra được, đó chính là 4y mũ 3 trừ đi 4y dy. Và cái này bằng e nhân với tích phân kia tính ra bằng trừ 1 thì tạo ra kết quả là trừ e. Cách số 2 là chọn đường đi khác thông qua cái hint của đề bài, đó là e mũ x bình cộng y bình là từ ở trên số mũ. Được chưa? Hay không? Khá là hay đấy đúng không? Cách số 3, cách số 3 là tìm ra hàm u. Đó, để tìm hàm u thì đầu tiên khá cách cách làm khá giống trong chọn tìm hàm thế vị. Chọn ra điểm x0 y0 bằng 0,0. Chúng ta tìm hàm u bằng cách là cho tính tích phân từ 0 đến t của q 0 y q 0 t dt cộng với tích phân từ đây là y, tích phân từ 0 đến x của p x y dx à dt, đây phải là chữ t. Rồi cách số 2, cách số 3 này thì chúng ta sẽ được cái hàm này là bằng, thay đây là 0 cộng với tích phân từ 0 đến x, 0 đến x của e mũ x bình cộng y nhân với cái cách này phải hơi dài nhỉ? Làm đây mình thấy hơi dài nhá. Cách số 3 này có vẻ dài đấy, không làm được đâu. Cách số 3 này, à cách số 3 này làm được nhá, nhưng mà không phải theo thứ tự này. Có thể đây là, p cái này hơi dài nhá. Cách số 3 này mục đích tìm hàm u đấy, nhưng mà có cách này hơi dài, cách số 3 này có vẻ không khả quan lắm. Các bạn này làm được hai cách trên thôi nhá. Đó, có thể đi về ô xong đi lên, hoặc là chọn luôn đường x cộng y bình bằng 1. Đó. Thì đến đây thì bạn chữa xong đề của nhóm A1 rồi. Các bạn thấy có gì còn chưa hiểu không nhỉ? Bạn thấy có điều gì còn chưa hiểu câu này không? Ok, không ai hỏi gì nữa thì chúng ta chữa một vài câu ở nhóm anh hai nhé. Ở nhóm anh hai này thì nó cũng không khác gì nhiều lắm đúng không? Nó khác ở đây một câu là câu số 3. Ok, chữa một vài câu ở nhóm anh hai nhé, gợi ý thôi nhé, các bạn tính nốt nha. Rồi đây nhóm anh hai này thì ở nhóm anh hai này thì câu số 3 này, câu số 3 này được tính bằng cách đó chính là
rút cái mẫu chúng ta sẽ rút gọn lại đó chính là x cộng 1 y cộng 1 xdy và trở thành tích phân từ 0 đến 1 của x x cộng 1 dx, tích phân từ 0 đến 1 của y phần y cộng 1 dy. Đó, và chúng ta sẽ được tích phân từ 0 đến 1 của x phần x cộng 1 dx tất cả bình. Đó. Và để tính cái này đều được thì chúng ta sẽ thêm bớt 1 vào từ. Đó, thêm bớt 1 vào từ. Cái phần cộng 1 chia cho mẫu này sẽ được là 1, nguyên hàm của 1. Cái phần trừ 1 phần này sẽ là trừ đi với Lepe. Đó, đây là hướng làm nha. Rồi tiếp này. Ở đây có câu số 6. Đó. Thì là câu số 6 này thì câu số 6 này chúng ta sẽ làm bằng cách gì nhỉ? Chúng ta nguyên hàm. Đó, chúng ta lựa chọn bằng cách là chúng ta nguyên hàm theo nguyên hàm trên biển x trước. Vậy thì chúng ta sẽ có từ cái phi z trên x trên phi x bằng cái kia ấy, thì chúng ta sẽ rút được ra đó chính là z xy bằng nguyên hàm, đúng không, bằng nguyên hàm nguyên hàm của y bình tan x đấy. Đó. Là cái này bằng gì? Tan nguyên hàm của tan, tan thì bằng sin chia cos đúng không? Y bình là số thực rồi. Sin chia cos. Đạo hàm của sin là cos, đạo hàm của cos là trừ sin. Thì nó sẽ có cái trừ ra ngoài. Trừ y bình nhân với Lepe của trị đổi cos x. Đó. Tiếp theo đây chúng ta là cộng thêm một cái là cộng với số thực c. Được chưa? Và số 2 là chúng ta cộng với một cái hàm c theo y. Đó, cộng thêm hàm c theo y nữa. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì để tạo từ cái bước này đạo hàm để ra cái biểu thức bên trong này thì nó có thể là số thực đạo hàm bằng 0. Hoặc chúng ta có thể một hàm theo y, chúng ta đạo hàm theo biến x thì nó bị biến mất đi. Vậy thì ngoài cái c này là gọi là tham số số thực ấy thì chúng ta cần phải có một thêm là đây là CI nữa, một cái hàm cho biến y. Rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục chúng ta đạo hàm cái này theo biến y. Đó, thì ta sẽ được cái gì? Đạo hàm này theo biến y ta sẽ được đây là trừ của 2y Lepe của trị đổi cos x. Đúng không? C này đạo hàm biến gì bằng 0 thôi. Thì ta sẽ được đây một cái C phẩy theo biến y. Rồi sau tiếp tục chúng ta đối chiếu này, đồng nhất hệ số này. Cái này giống cái trên rồi. Lẻ ra cái này. Suy ra C phẩy y bằng 1. Đúng không? C phẩy y bằng 1 và chỉ suy ra CI sẽ bằng y. Vậy tóm lại chúng ta có zxy bằng trừ đi y bình Lepe trị đổi cos x cộng với CI là cộng với y cộng một số thực c, điều kiện cho z của pi không bằng 0 để chúng ta tìm được cái c này đó, thì z của pi không mà này sẽ tạo ra gì nhỉ, bằng 0 bằng 0 cộng 0 cộng với c bằng 0 thì suy ra c bằng 0 đó, z phải y như anh để sai đề anh ạ, z phải y sai đề hả, sai gì nhỉ, z phải y là sai gì nhỉ, z phải y trừ 2 y đây thì dấu chuyển đổi đúng không, ok, lỗi anh nhé. Chỗ này có chữ Lepe nha. Anh có thiếu đấy. Xin lỗi các bạn nha.
Ok, cách làm đấy thì các bạn cũng làm được rồi, nhưng mà lúc đấy không thấy ai hỏi anh thì anh sửa luôn. Rồi đó thì ra sẽ tìm được ra nốt cái biệt thức còn lại nha. Rồi chúng ta có tiếp theo là gợi ý làm câu số 7. Câu số 7 các bạn có thể làm pháp Lagrange hoặc là tham số căn 2x, và đặt căn 2x bằng cos cos t, đặt căn 3y là sin t, và điều kiện là t thì không đến 2π. Sau thay ở đây đạo hàm ra. Đó, sau đó tìm cái trị theo cái hàm một biến bình thường. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng phương pháp đó Lagrange. Đó chính là lấy biểu thức f trừ đi f nhân với điều kiện là 1 trừ đi 2x bình trừ đi 3y bình. Đó. Ra cái này là của giải thích 1 ấy, câu cái này cũng không nhớ kỹ lắm. Nhưng mà nếu mà làm nhắn tin riêng thì anh sẽ gửi cho bạn nhé. À. Rồi, còn bài này còn câu khác nữa, câu số 10 đúng không? Câu số 10 này thì các bạn làm theo hướng đó chính là tìm cực trị. Tìm cực trị. Đó. Cách làm tìm cực trị này. Sau đó xem cái điểm cực trị đấy nó phải thuộc vào miền D nhé. Nó phải thuộc miền D. Đó. Sau khi các bạn lấy cực trị thuộc miền D rồi, các bạn thay thay f tại điểm cực trị. F tại điểm cực trị. Đó, và thay f tại cái điểm đầu mút. Đó, và thay f tại điểm đầu mút. Và thay f tại các điểm đầu mút trong bài này thì có 00, 20, 02 và 22. Đó, thay hết vào thì ta sẽ tìm xem cái nào lớn nhất, cái nào nhỏ nhất, là nó chính là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái bài toán này. Đó. Vậy thì sau bây giờ các bạn có một câu nào nhóm banh một, các bạn nào còn ở lại xem không nhỉ? Còn có câu nào các bạn muốn muốn hỏi thêm hay là muốn anh chữa thêm không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái đề ôn tập ở đây nhé. Chúc các bạn ôn tập tốt, và nếu có thời gian thì mai chúng ta có thể chữa thêm một đề nữa, hoặc một buổi ôn tập chung. Vậy nha, chào các bạn. Bye các bạn nha. Nhớ chia sẻ livestream về tường nhé. Và nhớ thả tim nhé. Nhìn nhiều tim bay cho nó vui mắt. Ok, bye các bạn nha. Từ từ, có bạn nào hỏi gì đấy? Anh nói lại những bài tích phân hỏi theo cách khác được không anh? Anh ơi, đấy, đấy, các đang thời gian cho các bạn hỏi đấy, các bạn hỏi hỏi đi. Mày nhá, đang định tắt live. Đấy, các bạn muốn hỏi gì nhỉ? Hỏi lại đi xem nào. Cứ hỏi đi, đang tiện bút cầm bút thì anh trả lời luôn. Có gì muốn hỏi không nhỉ? Anh nói lại những bài tích phân hỏi cho cách khác được không ạ? Tích phân hỏi cho cách khác là bài gì nhỉ? Lê Huy. À, kiểu hỏi khối lượng. Kiểu khối lượng ấy thì anh với bài khối lượng nhá thì sẽ cho 3 yếu tố này. Với bài bài hỏi khối lượng là 3 yếu tố tích phân từ T1 đến T2. Và nó cho hàm PXY. Và nó cho cái biểu thức cái đường C. Đó, vậy thì chúng ta đưa hết vào bài thôi. Chúng ta đưa tích phân từ T1 đến T2 của PXY. Ở đây là chúng ta có DDC. Vậy từ từ cái đường C mà chúng ta muốn chuyển DC thành DT thì là giống như đường loại một thôi. Anh ơi, câu 7. À. Cộng lambda, đúng rồi. Cộng 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 cộng.
cậu nha. Sao nó là kiến thức giải tích một đấy, anh cũng nhớ một phần, cũng không kỹ kỹ lắm được, để dạy dạy cho các bạn kỹ hơn. Tính khối lượng nó đây, nó đây là bài khối lượng này. Khối lượng thì nó một bài yoga liên quan đến tính lực, những bài liên quan đến tính lực đó, thì nó là tích phân đường loại hai nhé. Tính lực theo phương nào đấy hay theo chiều nào đấy thì nó tích phân đường loại hai, nó p nhân y thì bạn sửa thành pdx, cộng q nhân z thì sửa thành qdy, còn lực thì chia đường cong l, thế thôi. Theo theo phương đấy thì đấy, công công của lực đấy, công của lực là bài này đấy đó, nó tích phân đường loại hai nhé. Công của lực theo đường gì đó thì chính là l, còn p nhân y thì thành pdx, q nhân z thì qdy, thế thôi. Nếu không không biết đoán được mà, đúng không? Khối lượng rồi, khối lượng đường cong rồi, à, có diện tích mặt cong. Diện tích mặt cong thì các bạn phải tính bằng tích phân bội 2 của một d, à, ds sds, và cái này có thể chuyển thành d của căn 1 cộng với z phẩy x tất cả bình cộng với z phẩy y tất cả bình d di. Đây là diện tích mặt cong, đây là diện tích mặt cong, diện tích mặt cong đó. Đó. Còn gì nữa không? Còn gì muốn hỏi nữa không? Cứ hỏi đi, hỏi thoải mái đi. À, thế không ai hỏi gì nữa thì anh xin phép là kết thúc live ở đây nha. Ok, anh sẽ xin phép là kết thúc live ở đây nhé. Chúc bạn ôn tập tốt nhé. Mai nhớ mai các bạn nha.